giác ma và những câu nói nổi tiếng khiến bạn phải suy ngẫm. Tôi học được rất nhiều điều từ những sai lầm của mình, từ những thất bại của mình. Tôi không bao giờ sợ chúng, vì tôi biết cuộc đời ai cũng vậy, có rất nhiều sai lầm và thất bại lắm. Nếu không ai giúp bạn, đừng ngạc nhiên, đó là điều tự nhiên. Nếu có người giúp bạn, đấy mới là điều bất thường. Người nào tận dụng được công nghệ và Internet, người đó sẽ thành công. Điểm mạnh của người trẻ là họ tích cực với mọi thứ, tích cực với tương lai. Nếu muốn có sự nghiệp kinh doanh tốt, bạn cần có một team tốt, hãy tìm người phù hợp, chứ đừng tìm người giỏi nhất. Điều quan trọng nhất không phải là tiền, mà là những người có cùng ý tưởng. Mọi doanh nghiệp thành công đều cần thời gian. Không có doanh nghiệp nào mà bạn làm hôm nay, ngày mai bạn gặt hái cả. Có 3 yếu tố thành công: đúng thời điểm, đúng người và chuẩn bị cho chặng đường 10 năm. Tôi thất bại rồi làm lại, thất bại rồi làm lại cho đến khi tôi thành công. Nước nào có nhiều người trẻ, nước đó có nhiều hy vọng. Chúng ta luôn phải học từ sai lầm của người khác, chứ không phải lúc nào cũng từ câu chuyện thành công. Chúng ta phải biết vì sao họ thất bại. Khi người ta nói cái này, bạn phải hỏi mình tại sao không phải là cái kia. Bạn phải trở nên khác biệt. Không có ai là siêu anh hùng. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải thực tế. Các bạn cần nhớ một điều rằng Warren Buffett, Steve Jobs, họ đều có phẩm chất tốt, đó là không bao giờ kêu ca. Nếu kêu ca, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Khi người khác than phiền, đó là cơ hội của các bạn. Đừng thất vọng khi bị từ chối, đừng buồn khi mình thất bại. Đây chỉ là bài test của cuộc đời thôi. Đừng hỏi cơ hội ở đâu rồi. Cơ hội chỉ tồn tại ở những nơi có vấn đề cần giải quyết. Hãy giải quyết vấn đề của mình, các bạn sẽ có cơ hội. Ngày tôi thiết kế logo Alibaba, tôi nghĩ rằng tôi muốn các đồng nghiệp, các nhân viên khi về nhà sẽ nở nụ cười như Alibaba. Tôi khiến họ nghĩ rằng những gì họ làm được là có ý nghĩa, cái này có hữu dụng với xã hội hay không. Tiền rất quan trọng, không có tiền thì bạn không hạnh phúc được, nhưng tiền không khiến bạn hạnh phúc trọn vẹn. Cái bạn cần là thành tựu. Khi bạn ở độ tuổi 20 đến 30, cái bạn cần tìm thấy là một người sếp giỏi, chứ không phải một công ty xịn. Khi bạn ở độ tuổi 40 đến 50, bạn nên làm những gì mà bạn giỏi. Khi bạn 50 đến 60, việc bạn phải làm là trao cơ hội cho người trẻ hơn 60 thì ở nhà với cháu. Không phải mình bạn làm cả team thành công, mà cả team khiến bạn thành công. Chúng ta không nên e ngại thất bại, chúng ta nên tận hưởng thất bại và những khoảnh khắc không như ý để đứng lên từ đó. Rất nhiều người trên thế gian này có thể làm bạn, nhưng không phải làm đối tác. Tôi không phải một người có thể làm cho mọi người cười, nhưng có thể làm cho bản thân tôi cười. Tôi không tin vào siêu nhân, tôi tin vào tinh thần siêu đấu tranh.